Yếu sinh lý là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với nhiều phái mạnh trong cuộc sống hiện nay, bệnh không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý nam giới mà còn làm tan vỡ hạnh phúc của không ít gia đình. Để nhanh chóng xóa bỏ nỗi lo ấy cũng như để lấy lại phong độ và bản lĩnh vốn có của mình. Quý ông cần nhanh chóng sử dụng Jawa, sản phẩm sinh lý nam giới dạng nước công nghệ Nhật Bản lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Jawa là thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng nước giúp hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Losifa, Jawa đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm chất lượng và được các chuyên gia nam học đánh giá cao. Với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, Jawa chứa hàm lượng cao sâm maca, thảo dược quý hiếm từ Peru giúp hỗ trợ tăng cường năng lượng cho nam giới. Bên cạnh đó, thành phần khác như nhung hươu, hầu biển, nấm tỏa dương, vitamin trong Jawa còn có tác dụng bổ thận tráng dương. Hỗ trợ tăng cường sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam, ngoài ra, với cơ chế dạng nước. Giả hòa giúp cơ thể hấp thu nhanh, đạt hiệu quả cao, an toàn, duy trì hiệu quả lâu hơn, đồng thời cơ thể không bị lệ thuộc sau khi ngừng sử dụng. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm ZAWA hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như, nước sinh lý ZAWA có hiệu quả nhanh không, có an toàn không, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Jawa là thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng nước giúp hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, sản phẩm được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Lucifa. Jawa đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm chất lượng và được các chuyên gia nam học đánh giá cao. Với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, Jawa chứa hàm lượng cao Sâm Maca, thảo dược quý hiếm từ Peru giúp hỗ trợ tăng cường năng lượng cho nam giới bên cạnh đó thành phần khác như nhung hươu, hầu biển, nấm tỏa dương, vitamin trong gia hoa còn có tác dụng bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam. Ngoài ra với cơ chế dạng nước, gia hoa giúp cơ thể hấp thu nhanh, đạt hiệu quả cao, an toàn, duy trì hiệu quả lâu hơn, đồng thời cơ thể không bị lệ thuộc sau khi ngừng sử dụng. được bộ y tế kiểm định trước khi cấp phép lưu hành, gia hoa đã nhận được phản hồi tốt từ người dùng tại việt nam review đánh giá của người dùng về nước uống sinh lý ZAWA, với dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn và tin tưởng. Bạn có thể tham khảo những cảm nhận và đánh giá từ những người đã dùng loại nước uống này. Cụ thể, mình lấy vợ được hơn một năm nhưng chuyện chăn gối nói thật rất ngại, không phải mình không ham muốn mà vì mỗi lần xung trận là chỉ được vài nhấp là cậu nhỏ lại yêu siêu. Vì thế chỉ khiến cho vợ cảm thấy mất hứng, khó chịu, từ đó cũng khiến bản thân mình mất tự tin trước vợ cũng tìm nhiều cách khắc phục nhưng chưa hiệu quả thế rồi biết đến nước uống sinh lý ra hoa. Tìm hiểu thì thấy có khá nhiều ưu điểm phù hợp và là thứ mình đang cần nên đánh liều thử. Và thật không ngờ nó đã giúp mình lấy lại phong độ với vợ anh Hùng Anh, 32 tuổi, Hà Nội. Trước khi biết đến nước uống ra hoa thì mình chỉ được vài phút thôi là xuất rồi, vợ chồng mình vì thế mà gặp stress. Tâm lý không thoải mái khiến vợ chồng cứ suốt ngày cãi nhau, vợ cũng có nhu cầu cao mà mình lại thế nên không đành lòng. Mỗi lần nhìn vợ Trương hừng là mình lại thấy có lỗi nhưng không làm thế nào được may mắn đến khi được anh bạn giới thiệu về Gia Hoa thì mình quyết định dùng thử ngay. Kết quả thật mỹ mãn, thời gian cứ phải 15, 20 phút có khi còn lâu hơn, bởi thế mà vợ mình vui hơn hẳn. Anh Trí Kiên, 35 tuổi, Nghệ An, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm ZAWA chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của ZAWA để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.